Hello các bạn, như vậy tụi mình lại gặp nhau trong bản tin Hi News ngày hôm nay. Đã là một ngày cuối tuần rồi và chắc chắn là những bạn nào ở nhà hiện tại chúng ta tránh dịch Covid thì cũng rất là buồn chán đúng không nào? Vì vậy nên là cũng có bản tin Hi News và bầu bạn tâm sự với các bạn để mà chúng mình cập nhật được những thông tin về công nghệ hot trong ngày. Ok, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những thông tin đó nhé. Ok, bắt đầu thôi. Việt Nam ra mắt app bảo vệ cộng đồng trước Covid-19. Galaxy Note 20 có dung lượng pin lớn hơn. iPhone SE 2020 bị chê thậm tệ. Lộ thiết kế iPhone 12 Pro Max. Vào sáng ngày hôm nay thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt một cái ứng dụng có tên là Bluezone ra mắt cho người dùng để mà phần nào bảo vệ người dùng khỏi dịch Covid-19 này. Và đây là ứng dụng mà người dùng hãy tải xuống điện thoại nhằm nhận biết được sự tiếp xúc gần đối với những người có nhiễm bệnh Covid-19. Theo đó thì Bluezone hoạt động dựa trên tính năng Bluetooth Low Energy hay còn gọi là BLE. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách là 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu. Nếu có F0 thì cơ quan y tế có thẩm quyền nhập dữ liệu F0 vào hệ thống. Hệ thống sẽ gửi dữ liệu F0 đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó thì lịch sử tiếp xúc với F0 được Bluezone trên máy phân tích và so sánh. Nếu có sự trùng khớp thì ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Theo Bộ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng giải thích ứng dụng Bluezone không có thu nhập thông tin người dân và sẽ được phát hành dạng mã nguồn mở để mọi người có thể giám sát. Có tin đồn cho rằng là dường như năm nay Samsung cũng sẽ thực hiện một cái chiến lược tương tự như năm ngoái, đó là sẽ ra mắt cùng một lúc hai biến thể của chiếc Samsung Galaxy Note 20. Và mới đây thì thông tin chi tiết về dung lượng pin của bộ đôi này đã bị rò rỉ. Theo các nguồn tin đến từ Galaxy Club thì pin Galaxy Note 20 mang số hiệu là EB-BN980ABI và có dung lượng là 4000mAh, giống như chiếc flagship Galaxy S20. Chính xác hơn thì pin của Galaxy Note 20 sẽ có dung lượng khả dụng là 3880mAh, còn dung lượng pin theo thông số kỹ thuật là 4000mAh. Theo thông tin chi tiết về dung lượng pin của phiên bản Galaxy Note 20 Plus thì vẫn còn thiếu, nhưng mà rất có thể là nó sẽ đi kèm với pin là 4500mAh hoặc là 5000mAh. Tương tự như chiếc Galaxy S20 Plus và Galaxy S20 Ultra, dự kiến là vào tháng 8 2020 thì bộ đôi này sẽ ra mắt. Tuy nhiên thì nếu dịch Covid-19 chưa được kiểm soát tốt trên toàn cầu thì có thể là sự kiện này sẽ được tổ chức theo hình thức là trực tuyến. Dù là chỉ mới ra mắt 2 ngày thôi, tuy nhiên chiếc iPhone SE 2020 đã là mưa làm gió trong cộng đồng công nghệ, cũng như được coi là một chiếc killer flagship. Tuy nhiên thì hiện tại chiếc smartphone này lại bị chê bai một cách thậm tệ bởi đại đa số người dùng tại Trung Quốc. Theo người dùng Trung Quốc thì trong cùng tầm giá, họ có thể dễ dàng tìm được không ít sản phẩm Android với nhiều cụm camera, màn hình AMOLED và tính năng sạc nhanh. Một bài đăng trên Zhihu cho biết, Apple vừa mới ra mắt một chiếc điện thoại rác rưởi. Tôi không dám so sánh nó với những sản phẩm Android cùng tầm giá khác, vì như thế nó có vẻ hơi tàn nhẫn với họ. Họ cho biết là con chip A13 và hệ hình iOS có lẽ là điểm sáng duy nhất của thiết bị này. Một số người mỉa mai rằng là Touch ID là tính năng đột phá nhất của SE 2020, với hàm ý đây là một chiếc smartphone tầm thường. Dự kiến là Apple sẽ cho ra mắt iPhone thế hệ tiếp theo hay còn được gọi là iPhone 12 vào mùa thu năm nay. Và dạo gần đây thì có rất là nhiều hình render cũng nhờ rò rỉ của chiếc máy này và cho chúng ta biết được rằng là chiếc máy này sẽ có rất là nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Và mới đây thì một chuyên gia rò rỉ đã tung ra một bản thiết kế hoàn chỉnh nhất cho chiếc máy này. Theo đó thì vào sáng nay, chuyên gia render và rò rỉ Philip Kohler của kênh Everything Apple Pro đã đăng một vòng tweet cùng ảnh che mờ và thiết kế của iPhone mới, kết hợp với cây viết Mark Westman của tờ XDA Developers. Sau nhiều giờ chờ đợi thì cuối cùng video về thiết kế này cũng đã ra mắt. Trong video này thì có thể một trong những phiên bản của iPhone mới dự kiến là chiếc iPhone 12 Pro Max sẽ có thiết kế tương tự như iPad Pro 2020 và 2018. Mẫu iPhone mới này sẽ có màn hình OLED là 6.7 inch, tăng từ 6.5 inch của iPhone 11 Pro Max. Tổng thể của máy ngày càng rộng hơn và cao hơn, nhưng mà thay đổi nổi bật nhất là sự khác biệt về độ dày viền màn hình. Với cụm camera sau của iPhone mới thì máy sẽ được trang bị tới 4 camera sau, thay vì là 3 camera như trên iPhone 11 Pro Max hiện tại. Khi mà tích hợp thêm camera LiDAR với thuật toán là AR, như trên là iPad Pro ra mắt hồi tháng 3 2020. Và đến đây thì bản tin Hi News ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Và Kay hy vọng là những gì mà Kay mang lại sẽ rất là bổ ích cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là luôn luôn theo dõi bản tin Hi News, những like, những share, những subscribe để chúng mình có thể tương tác với nhau được nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì Kay xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye.